Ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Với các ca bệnh xuất phát từ các quán ăn gia đình vừa và nhỏ được phát hiện, ông Phong đặt vấn đề có nên đóng cửa tất cả các quán kinh doanh vừa và nhỏ hay không. Các quận như quận 1, quận 3, quận 6 và Gò Vấp cùng quan điểm tạm ngưng hoạt động các quán ăn vừa và nhỏ để đảm bảo an toàn phòng dịch trong mùa bầu cử. Riêng quận 11, quận Bình Thạnh đề xuất chuyển qua hình thức khuyến khích mua thức ăn mang về. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 3 đề xuất các quán nhậu nên cấm khuyến khích mua mang về để thực hiện giãn cách đảm bảo an toàn. Đặc biệt qua kiểm tra ban đêm các quán nhậu rất đông. Khi kiểm tra thì dẹp nhưng sau đó bày ra lại đến khuya, rất khó quản lý và khó khăn cho các lực lượng trong khi ngày bầu cử đến gần. Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cho biết liên quan đến trường hợp nghi nhiễm ở phường 8 trước đó được xét nghiệm 2 lần ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có kết quả dương tính. Hiện đã có cách ly vợ và con rể tại bệnh viện, phong tỏa hẻm với số người là 332, trong đó 42 hộ. Đã lấy 17 mẫu đơn tiếp xúc gần, 15 mẫu đơn xa và 264 người liên quan. Bước đầu kết quả xét nghiệm các ca F1 đều âm tính. Với quan điểm có nên đóng cửa các tiệm ăn vừa và nhỏ không, ông Dũng nói hoàn toàn ủng hộ đề xuất này. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũng đề xuất đối với quán ăn nhỏ lề đường, không phải quán nào cũng được cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, nên tạm thời đóng cửa một thời gian. Với các quán ăn lớn, đảm bảo các điều kiện an toàn và vệ sinh thực phẩm thì vẫn trong hoạt động. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 6 đồng tình với đề xuất của các quận là nên tạm thời cho ngưng hoạt động các cửa hàng quán nhỏ hoạt động lề đường. Bởi theo vị này, lực lượng của các địa phương đang tập trung công tác bầu cử, việc nhắc nhở các hàng quán có làm nhưng hiện quá đuối. Đại diện quận 6 chia sẻ nên tạm ngưng hoạt động của các quán ăn vừa và nhỏ để đảm bảo an toàn. Với 496 tổ truy vết COVID-19 cộng đồng, tối hôm qua chúng tôi tổ chức đi từng nhà tìm người về từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng suốt cả đêm. Nhưng thời gian bầu cử đến gần thì không làm xuể. Tuy nhiên, trước vấn đề được đánh giá là nhạy cảm này, đại diện Ủy ban Nhân dân quận 11 nói rằng việc tạm ngưng hoạt động các quán ăn vừa và nhỏ cần phải cân nhắc bởi liên quan đến mưu sinh của bà con. Do đó, tôi đề xuất nên chuyển hướng cho các quán ăn hoạt động nhưng chuyển sang hình thức đóng gói mang về. Đại diện quận Bình Thạnh cho biết nếu đóng cửa thì các nhân viên sẽ về địa phương, điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Do đó, tôi đề xuất nên để hoạt động nhưng chọn hình thức mang về. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ghi nhận các ý kiến đánh giá của các địa phương. Ông khẳng định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và công tác bầu cử sắp tới, để đảm bảo an toàn chung phải chấp nhận hy sinh chứ không thể cầu toàn được. Ông Phong đánh giá trong điều kiện này phải chọn một phương án tối ưu nhất. Để cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe, mời bạn đọc truy cập website alobacsi.vn, kênh truyền thông tư vấn sức khỏe, có bề dày 11 năm hoạt động cộng đồng, quy tụ hơn 500 bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giải đáp miễn phí các thắc mắc về sức khỏe của bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.